Chào buổi sáng bình minh. Hôm nay là ngày đầu tiên đi ra ở khách sạn, đi ra bãi biển. Mình đang bỏ gió. Hôm nay nó yên, ngày mai ý ấy đi một tour đúng không? Chỗ này chụp hình đẹp. Anh lắng lên, một quần áo đẹp ra đây. Ở tí nữa triệu mình vào phòng này xem nào. Ở đây nó có cái bể sục mà. Đây nó có cái bể sục. Phòng ấy nó nhiều phòng quá nhưng mà mình chưa khai thác được. Ở có mấy hôm đây chẳng khai thác được gì. Con cá to lắm. Đâu? Đây. Cá gì vậy? Được nhiều cá ở bên châu Mỹ, Nam Mỹ. Thế à? Khách sạn. Đây ta coi, đây ta coi. Cá coi to quá, cá coi to lắm. Bên này có cá à? Bỏ kính con này giống như con rắn ấy. Cá rắn nhỏ sao mấy con có khi nó ác hay người ta mới phải răng lưới bùng như này bỏ tay nó cắn đất tay không có răng lưới. Có mấy con hơn một con còn nữa nhìn thấy rồi như là con rắn này. Người ta phải răng lưới là người ta con này nó cắn đất tay luôn đấy. Thôi đi nghỉ đi, răng lưới nuôi cá để răng lưới thì cũng cũng như không chứ. Đây khách sạn này cái gì tên là gì sạn không nhớ. Thiên Thanh khách sạn Thiên Thanh sạn không nhớ. Chốc nữa mình rảnh mình vào cái chỗ cái phòng đi khám phá là xa là cái phòng gì sạn Thiên Thanh. Nó xây kiến trúc cũng giống châu Âu đẹp phết đấy nhỉ. Khách sạn này nó làm giống như châu Âu. Đây là nhà riêng. Cái nhà đấy là cái nhà gì ấy mình không biết. Nhà ở một cái phòng 110-120. Ở đây cái bọn đi tour bao giờ ăn sáng sáng sớm. Ở dưới này là đoạn dưới này là nhà băng cổ lồ. Đây là băng cổ lồ. Đây là ăn sáng. Phòng ăn sáng để từ từ tôi vào tôi hỏi con này. Đây. Chín giờ là vào, ăn đến 11 giờ rưỡi à 10 rưỡi là người ta dọn. Ở đấy thì. Thế còn mở mấy giờ? 6 giờ. 6 giờ đến 11 giờ. 6 giờ đâu mà đến 11. 6 giờ đến 10 rưỡi là mở, còn đi cho vào ăn là đến 9 giờ, 6 giờ đến 9 giờ. 9 giờ người ta tí về rồi bỏ chúng nó. Em bảo gì soạt đằng kia là nó mở từ 6 giờ đến 11 giờ, cứ ăn thoải mái. Còn đi tắm xong quay lại ăn nữa. Đói lại ăn. Chơi cái kiểu này là chơi buổi đuổi cho ra món ăn. Tâm sáng ai ta dạy tâm sáng ta phải đi tản bộ bãi biển là người ta. Sau 9 giờ nó không cho làm. Chắc vậy mà không biết. Còn mày ở lại với ngồi với một lâu. Vô duyên quá. Mình thấy hơi vô duyên với cái đoạn là với khách sạn Mường Văn này có một cái đứa mình không thích rồi. Đi rượu bị ưu ghê phải hình sọt chứ mà. Đứa mình thấy bên trên tóc hình sọt tóc hình sọt bãi biển. Thông thường người ta Việt Nam thì ok nhưng mà riêng người nước ngoài ấy thì người ta không dậy sớm cái điều đó được. Đây anh cầm chứ để đây tí ra lấy chẳng đây không rồi đâu. Ở đây cần cả người ấy vào mới không người người dân dân người ta phép làm thôi chứ mình cầm không người ta tưởng là ai quên mình. Đi hẳn
phía bên bãi tắm này không đẹp bằng phía bên kia. Bên kia là bên phía Bắc à? Bắc à. Bên phía bên kia đẹp bởi vì người dân mẹ em cát thì đẹp. Thực sự ra mà nói bãi biển ở Phú Quốc, ở Việt Nam mình thì mình đi du lịch rất chi là nhiều, nhưng mà mình thấy thì không đâu đẹp bằng bãi biển ở Phú Quốc này. Không có một sợi rong luôn anh nhỉ, không tìm thấy một sợi rong luôn. Tàu cá rất là nhiều, sợi rong không có luôn. Tàu đánh cá sợi rong không có luôn, không có một sợi rong luôn. Không có nổi một sợi rong gì hết. Đây là người ta đã mình gặp có mấy người không, người ta bắt cái gì ấy, tắm gì giờ này, người ta bắt cái gì đây, người ta cào, người ta ấy vào người ngay cho người ta cào. Đây này có ba người có cái sao người ta cào cái gì ấy. Thấy không, đi dọc bờ bãi biển đấy. Kim hoa, kim hoa gì sò. Nhưng mà ở thấp này mũi ở trên cao rất là nhỏ như thế. Hôm qua có bọn kim sư ra biển đấy, biển nó đi bộ nó cũng lên đi, mình đi biển bởi tờ giấy là đi dọc nó cũng lên chỗ đó gì đâu. Nói là cái nhà sát bờ biển đấy, đi có 1 triệu một đêm. Mình ở ấy thì là 2 triệu một đêm, phòng một sinh phẩm hơn 3 triệu một đêm. Máy bay, máy bay đến liên tục. Nước nó còn lên tận đấy mà. Nước nó còn lên tận đấy mà. Buổi sáng trời lắm dày giờ. Ôi, cái bãi biển này đi thông đấy, có anh cái bãi biển lần trước em ở sợ đấy mà. Ô không cá hết, cứ dọc là em đã đi bộ rồi. Bãi một bãi cát dải dèo rồi ấy, từ đây đến gần sinh ra. Biết là trên bãi biển nó ở bên Vin, nó mua Vinhome mà nó mua ở phía bên bên đảo bên kia, không phải đảo này, nó mua ở phía bên kia trung tâm phố ngủ đêm, trung tâm phố ngủ đêm mà hôm qua ông bảo chạy ra đây hết 30 phút đấy. Đi trên đảo tách biệt luôn. Người ta dạy người ta tập đua gà các bạn. Tước ở đây trên cao. Cát sướng nhỉ? Cát nhịn làm sướng thế.
cái đồ hải sản này sợ chắc nó không mắc lắm. Ghẹ hôm qua mua 300 nghìn. Wow. Nhưng mà nếu mình bán nhà hôm để hôm ấy mình bay về ấy mình đi chợ, mình ra đấy mình mua mẹ mấy ký luôn rồi đóng hộp cho mình. Đây dưới này, dưới này người ta tắm sớm, dưới này chỗ là bắc đích à, chỗ này có đi xuống đường bắc đích thì nên dân nó tắm sớm lắm. Dân thổ dân đây người ta tắm 5 giờ sáng đã phải tắm rồi. Tắm thổ dân đây là đã 5 giờ sáng rồi. Công nhận là cát chảy dài nhỉ. Cho Việt Nam mình cát tôm quá, mà tôm nó vừa ăn ngon. Cát chảy dài luôn. Cát chảy dài không có một ấy gì luôn. Dài không có một mịn nhé các bạn. Đi mát xoa chân ở dưới cát thì xuống không có một cái hòn sạn gì luôn, không có mảnh gì ấy luôn, thích thật. Đấy, thật sự không đâu bằng biển Việt Nam mình nhờ. Biển Việt Nam mình không có phải ai dọn gì đâu, không gì đó, không dễ gì luôn, rong rêu không có luôn, rong rêu không có. Không có rong rêu, không có gì hết, thế là sướng. Cái này không có rong rêu, muốn đi ra cái chỗ người dân mình có gì hết này. Không có gặp, không có gì. Mình đi này là đến chỗ chú Tùng rồi đấy. Thôi trời. Đi trên này phải đi qua đường rồi chứ được. Chị đang bãi biển. Chú Tùng đó. Chú chưa mà đi chú Tùng mà không thích ấy, thì mình cứ đi bãi biển này. Bãi biển này là mình ấy. Sớm lắm thì dân đây người ta tắm có. Thì dân đây người ta đã tắm giờ sáng rồi, không tắm rồi. Đã mà. Còn sớm nhỉ, còn không lạnh. Còn người Tây là tí đã phải hửng nắng này người ta mới tắm. Còn người Việt thì người ta lắm. Người ta tắm sáng. Tắm lại đi lên. Chỗ thì toàn người qua tắm sáng. Ai cũng đang ngủ. Ai cũng đang ngủ. Hôm nay thì ấm. Nhờ mình đi đến trước thì soạn của cái thư luôn. Cần đến à? Ừ, cái gì gọi cái thư trên kia tí à? Soạn thế. Nhưng mà mấy người đi tour là người, nếu ai mê biển mà đi thư thả thì không ấy được, như mình đến giờ là phải dậy là đấy người ta đưa địa ấy người ta đưa đi không chỉ là mấy cái bác phải đi tìm đàn khác mà đây vì thằng này làm đi đây thế nào cũng ướt như thằng đây vì ở trong Nam là ngày nào cũng 5 giờ sáng phải dậy phải ướt người ra ấy. Thế là về khách sạn thế nào đến Sài Gòn về khách sạn cứ ngủ ly bì luôn. Đấy là có mấy ngày chứ đi ở đây chỉ là vài đến một tuần cơ mà phải tuần thuê nhà một tuần rồi nấu ăn nấu uống do buổi sáng ở nhà dân ở gì giống như là trong Tùng đấy được lâu được ở gì đấy một ngày có 4-5 rưỡi một ngày thôi. Nhưng ta ở đây dân mà dân không có tiền chúng ta đi kiểu vậy thôi.
Nói chung là mỗi một người kinh tế ai đến đâu thì người ta đi kiểu đó, mình thì vợ mình thì đi cái kiểu đó, chắc là mình có hơi tối ngày con sinh ra ăn lẩu, giờ sinh ăn lẩu, tối nay đi chợ đêm, tối nay đi chợ đêm.